Ô tô Bùi Hiếu kính chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu cho cả nhà là nguyên một cái bãi xe, xe khởi nghiệp rất nhiều nha cả nhà. Thì quý anh chị nào có nhu cầu thì cố gắng coi hết clip của em. Nói chung cái clip này em làm hơi dài một tí xíu. Thì em giới thiệu hết cái bãi xe của em thì coi trong đó có rất nhiều chủng loại xe. Nói chung là thượng vàng hạ cám có đầy đủ. Thì nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu thì xin gọi cho em cái số hotline 0977 317 268 nha. Rồi em đi chi tiết từng xe, nó giới thiệu sơ bộ từng xe một để đỡ làm mất thời gian quý anh chị nha. Đầu tiên là em giới thiệu cái cặp ngựa này đi ha. Đây Kia Rotor hàng nhập Hàn Quốc đó nha, đời 2003, thùng kèo bạc. Xe này em bán cho quý anh chị là 105 triệu, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn nha. 105 triệu, đời 2003, Kia Rotor hàng nhập nha, thùng kèo bạc. Rồi tiếp đây Vinasuki, đây khởi nghiệp nè quý anh chị, khởi nghiệp đây nè, chỉ có 58 triệu thôi, em nhầm 58 triệu thôi quý anh chị, đời 2006, tải trọng em nó 1 tấn 4, thùng dài 4m2 nha, thùng inox bên hông có bựng mở hông luôn. Xe này vừa mới xét đăng kiểm tới tháng 5 năm 2023, chỉ có 58 triệu thôi nha quý anh chị. Về tha hồ mà khởi nghiệp, bán hàng rong với bao vẫn ok hết, có bựng mở hông cho quý anh chị luôn nha, thuận tiện lên xuống hàng nha. Rồi xe này mới xét đăng kiểm, tải trọng 1 tấn 4, thùng dài 4m2, xe này em bán cho quý anh chị 58 triệu thôi, cực kỳ rẻ đúng không. Rồi tiếp đây là Vimoto, máy Kia nha quý anh chị, xe Vim nhưng mà máy Kia đời 2011, tải trọng em nó là hạ tải còn 1 tấn 25, thùng dài 3m4, thùng 5 bựng mở, bựng mở hông toàn bộ nha quý anh chị, bựng mở hông toàn bộ, đời 2011. Xe này em bán cho quý anh chị 110 triệu. Xét đăng kiểm em này là tới tháng 4 năm 2023 nha quý anh chị. Và xe này là máy Kia đó nha. Rồi tiếp đây cái em khởi nghiệp này luôn nè, khởi nghiệp này luôn nè, giá cực kỳ rẻ, chênh nhau phế là hơn phế liệu tí xíu thôi, nhưng mà em cam kết là rẻ hơn rau muống luôn. Rau muống bây giờ nếu mà 1 kg là 50.000 nha quý anh chị, 1 kg là 50.000 đó. Tại không biết cái vùng quê sao chứ ở thành phố Biên Hòa là đang bán rau muống 1 kg 50.000, còn cái này là em bán rẻ hơn rau muống. Cái này ký hăm mấy ngàn, ký hăm mấy ngàn thôi. Đây, tải trọng em nói là 1 tấn 7 nha, đời 2006, xét đăng kiểm tới tháng 3 năm 2023. Em bán cho quý anh chị chỉ có rẻ thôi, 65 triệu thôi. Thùng kín nha, thùng dài 4m3, tải trọng 1 tấn 7, chỉ có 65 triệu thôi. Quý anh chị về khởi nghiệp ha. Rồi chiếc này nhận cọc rồi nè. Rồi có cái xe một cái cùi bắp cũng cân ký luôn quý anh chị, thùng lửng nha, cái này là thùng lửng. Máy vô đây quay sơ cái đầu cái pin cái em bán đúng nghĩa là cân ký luôn á. Cái chiếc xe này 850 kg, thùng lửng, đời 2007, bỏ đăng kiểm 1 năm, em bán 25 triệu thôi. Xe này nếu mà cân lên nó cũng được gần 2 tấn sắt rồi, mà em bán 25 triệu quý anh chị, bằng giá phế liệu mà. Cái sàn thùng thì em mới làm này quý anh chị, riêng cái sàn thùng này em mới làm thẳng băng luôn nha, bán chỉ có 25 triệu thôi. Về chạy với ba với vẫn ok hết nha. Rồi tiếp đây là chiếc Kia Bongo, em đang cho tút, bo tút lại một tí xíu, cho bo tút lại một tí xíu à. Đời 2004 nha, một Kia tấn tư, Kia Bongo tấn tư, hàng nhập khẩu Hàn Quốc nha, đời 2004, em bán 105 triệu, xét đăng kiểm thì tới tháng 2 năm 2023 nha. Rồi tiếp đây là Isuzu nha quý anh chị, Isuzu đời 2008, máy 4.3, xe rin hết 100% luôn, trừ những cái chỗ tút tát lại thôi nha, chứ xe rin không có tung đụng nha. Xe này nếu mà ai có nhu cầu mua em sẽ bao đăng kiểm mới, em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Cái này nếu mà ai có nhu cầu mua em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Xe này có máy lạnh đầy đủ, xe rin đét, xe này thùng dài 4m35, thùng có bựng mở hông đầy đủ, cái thùng mới luôn, em đang đóng thùng lại. Xe này em bán cho quý anh chị 235 triệu thôi, đóng thùng mới em bán 235 triệu, xét đăng kiểm em bao xét đăng kiểm mới, bao rin. Rồi tiếp đây là một em máy cày nè. Rồi tiếp đây là em máy cày nha. Riêng máy cày có một ben đồng hoàng, để lâu vẫn nổ. Chết cha, vẫn còn số. Thôi bỏ rồi.
Khó quá, bỏ qua. Cái xe này là máy cày 2002 nha, Subaru nha, 2002. Có một ở sau có hộp số riêng, có ben, có hộp số riêng, có ben rồi luôn nha quý anh chị. Xe này nguyên cả chiếc, cả một luôn, em bán cho quý anh chị 55 triệu thôi nha, 55 triệu. Rồi nếu mà ai mua về chứ em hy vọng là hết cô đơn. Cái này là xe em của mua của bờm cô đơn này quý anh chị, thấy chưa, ghê chưa. Bờm cô đơn ấy, hy vọng là quý anh chị mua về để cho em hết cô đơn, chứ nằm đây em cô đơn quá thể đi, chịu không nổi. Rồi tiếp đây, Mitsu Fuso 7 tấn rưỡi, hạ tải còn 7 tấn 3 nha, hạ tải còn 7 tấn 2 nha quý anh chị. Mitsu Fuso đời 2016. Xe này nguyên cái thùng thùng nhôm nha quý anh chị, thùng nhôm Nhật luôn, đời 2016 nha. Xe này em bán cho quý anh chị là 480 triệu. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu em bán 480 triệu cho quý anh chị. Xe này thì em đang ra tên, nếu mà quý anh chị có nhu cầu ủy quyền cũng được, rút hồ sơ cũng được. Riêng xe này 480 triệu. Rồi tiếp đây là Thaco Omax này, máy Isuzu này quý anh chị. Hai, tải trọng em nó là 2,5 tấn nha, 2,5 tấn, tải trọng em nó là 2,5 tấn. Thùng dài 4m35, thùng mở cửa hông, mở cửa hông, mở dưới, mở trên, cũng gần giống như là mở cánh dơi đó quý anh chị. Mở dưới này, mở trên này luôn. Xe này đời 2014, máy Isuzu nha quý anh chị. Nội thất thì cực kỳ đẹp. Xe này rin rin cả xe, chẳng qua là dơ giấy em chưa rửa thôi. Người còn dơ mà chưa tắm nữa mà. Rồi, xe này máy Isuzu nha, đời 2014. Xe này em bán, em bao đăng kiểm mới cho quý anh chị, em bán cho quý anh chị 195 triệu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu em bán 195 triệu nha. Rồi tiếp đây cũng cái này là Thaco Omax á. Chiếc này cũng Thaco Omax luôn, Thaco Omax thùng kín đời 2006. Em lộn đời, xe này là đời 2009 nha. Thaco Omax đời 2009, máy Isuzu luôn nha quý anh chị. Nguyên cái thùng inox, sàn đáy inox luôn, thùng dài 4m4. Và tải trọng em này là 1,8 tấn nha. Tải trọng em này tấn 1,8 tấn, và tổng tải em này là tổng tải em này là dưới 5 tấn nha, 4,9 tấn á. Tức là đi hàng thành phố rồi thoải mái nha. Xe này thì em dọn sơ sơ là em sẽ bán cho quý anh chị giá cực mềm thôi. Đời 2009, máy Isuzu. Nếu mà nói về dòng Omax thì máy trên cả tuyệt vời đúng không? Xe này sẽ đăng kiểm tới tháng 4 năm 2023. Riêng xe này em bán cho quý anh chị 120 triệu. Chỉ có 120 triệu thôi. Đời 2009 mà Thaco Omax đó. Máy Isuzu. Rồi tiếp đây nha, Vinasuki. Cũng toàn là khởi nghiệp không nha. Quý anh chị em nào mà khởi nghiệp thì cứ có những cái dòng xe nào lựa chọn ưng ý thì có gì alo cho em ha. Cái chiếc này là 2,5 tấn, hạ tải còn 2,2 tấn. Vinasuki đời 2009, thùng 5 bửng mở hông toàn bộ, vách inox. Xe này thì xét đăng kiểm, em mới xét đăng kiểm tới tháng 5 năm 2023. Xe này em bán cho quý anh chị 85 triệu thôi. 85 triệu. Đời 2009 Vinasuki 2,5 tấn nha. Có thùng, có bửng mở hông, mới xét đăng kiểm luôn. Rồi tiếp đây là Thaco Photon nha quý anh chị. Thaco Photon đời 2009, máy lớn nha. Xe này thì bàn nâng nha, có bàn, có thiết kế nâng hạ nha. Có thiết kế nâng hạ nha. Lưu ý quý anh chị nè, xe này là có thiết kế nâng hạ. Xe này xét đăng kiểm là tới tháng 5 năm 2023. Tới tháng 5 năm 2023. Và xe này được cái là có thiết kế bàn nâng hạ nha. Tức là bàn nâng hạ có thiết kế trong bản vẽ đoàn hoàng. Thì xe này em bán cho quý anh chị giá mềm thôi. Giá 118 triệu thôi. 118 triệu thôi quý anh chị. Một chiếc xe 1,7 tấn, hạ tải còn 1,7 tấn, khi đó đã đeo bàn nâng rồi, hạ tải còn 1,7 tấn đâu quý anh chị. Mà em bán chỉ có 118 triệu thôi nha. Máy móc cầu đít số là miễn bàn, xét đăng kiểm thì mới. Xét mới, xét đăng kiểm luôn, tới tháng 5 năm 2023. Rồi, tiếp đây là Vimoto, máy Kia đời 2012. Cái thùng, nhìn cái thùng là trên cả tuyệt vời, đầu cabin quá đẹp, đúng không? Tải trọng em này là 1,7 tấn, thùng dài 4,4 m, thùng 5 bửng mở, vách inox hết toàn bộ, thùng mới, thùng đẹp. Xe này thì em bao đăng kiểm mới cho quý anh chị đời 2012. Riêng xe này, quý anh chị nào mà có nhu cầu em bán cho quý anh chị
135 triệu đời 2012, máy Hyundai nha quý, máy máy Kia nha quý anh chị, máy Kia Bull, máy Kia lớn đó. Tải trọng em nói là hạ tải còn 1,7 tấn nha. Thùng dài 4m35. 4m35 lọt lòng. Thùng 5 bựng mở. Đời 2012. Rồi xe này em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Cái giá đó là em bao đăng kiểm mới rồi đó nha. Rồi tiếp đây là TMT, máy Hyundai nha quý anh chị, thùng lửng, TMT máy Hyundai thùng lửng nha. Đời 2016. Nhưng xe này xét đăng kiểm là cả năm sau nữa mới hết đăng kiểm, tới tháng 10 năm 2023 lận. Đăng kiểm xe này là tới tháng 10 năm 2023. Đời 2016. Riêng xe này ai có nhu cầu em bán cho quý anh chị chỉ có 155 triệu thôi. 155 triệu đời 2016. Tải trọng 2,5 tấn, thùng lửng, thùng dài 4m35. Có bửng mở hông toàn bộ, nguyên dàn thùng lửng bửng mở hông nha. Và tổng tải em này là nó 4,995 tấn. Và tải trọng em nó là tải trọng cho phép là 2,5 tấn nha quý anh chị. 2,5 tấn. 2,5 tấn nguyên luôn. Rồi tiếp đây là Kia. Kia K3000 nha quý anh chị. Kia K3000 đời 2008. Xe này là Kia K3000 đời 2008, thùng kín, sàn đáy inox luôn á quý anh chị. Riêng xe này thì ai có nhu cầu mua thì em sẽ bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Bao xét đăng kiểm mới. Xe này em bán giá mềm thôi cho quý anh chị thôi. 148 triệu. 148 triệu đời 2008 nha quý anh chị. 148 triệu nha. Đời 2008 còn bớt lọc lá cho quý anh chị. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Nguyên cái thùng kín inox luôn. Rồi tiếp đây là Kia K2007 nha quý anh chị. Kia K2007. Xe này thì hết đăng kiểm rồi, ai mua em cũng bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị, thùng kèo bạc đời 2012. Xe này thì em bán giá mềm cho quý anh chị nè, 170 triệu. 170 triệu bao xét mới. Bao xét mới cho quý anh chị. 170 triệu nha. K2007 đời 2012, thùng kèo bạc. Rồi tiếp đây là Tà Tà kiếm cơm nè quý anh chị. Em này là Tà Tà kiếm cơm. Nó đi từ từ thôi, cho nên đặt tên Tà Tà nó chạy chậm lắm. Tà Tà kiếm cơm, nhưng mà thằng này là kiếm cơm cực kỳ nhiều nè, dễ kiếm cơm cực kỳ nè. Tải trọng em nó là 1,2 tấn, đời cao, giá rẻ, chỉ có 158 triệu thôi, đời 2017 nha quý anh chị. Xét đăng kiểm em nó là tới tháng 7 năm 2023 lận nè. Tải trọng em nó là 1,2 tấn, có máy lạnh rồi đầy đủ, máy dầu nha. Và cái thùng em nó là nhỏ gọn, xinh xắn đúng không? Chỉ có 2m65 lọt lòng thôi. Nhưng mà tải trọng em nó được 1,2 tấn. Đi vô các hỏng hẻm hóc chứ không phải là hỏng hép nữa, mệt. Hẻm hóc gì đi thoải mái, bơi thoải mái luôn. 1,2 tấn đời 2017 Tata. 158 triệu nha quý anh chị, có máy lạnh rồi đầy đủ. Ở ngoài Bắc gọi là điều hòa đó. Xe có điều hòa đầy đủ. Rồi, tiếp này em này cũng có điều hòa luôn. Con cốc vàng, ê coi cây mây vàng, Tết tới rồi. Cây mây vàng đây. Về mà chở mai hay là chở kiển mùa Tết là trên cả tuyệt vời đúng không quý anh chị? Đi giao kiển là trên cả tuyệt vời, thùng lửng, đời 2016, Taco Toner. Xe đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023. Xe này số Đồng Nai luôn. Cái này có máy lạnh rồi đầy đủ, có điều hòa đầy đủ nha quý anh chị, đời 2016. Em bán cho quý anh chị 92 triệu thôi. 92 triệu thay vì quý anh chị mua một cái cây mai nào mà cho nó đẹp, thiệt là đẹp, hoặc là về để trưng ở nhà gì, bế nguyên con này về trưng ở nhà luôn cho em. Về trưng ở nhà nó vẫn chạy kiếm ra tiền cho quý anh chị. 92 triệu thôi nha, còn đời 2016 đó. Rồi tiếp đây là một em thùng kín 2,5 tấn. Vimoto máy Hyundai đời 2014. Đời 2014 nha. Thùng dài là 5m nha quý anh chị. Thùng kín nguyên thùng kín inox nguyên một con đó. Này người ta inox 304 là nó sáng lắm, còn cái này chắc còn 303 thôi. Cho nên nó hơi hụt rồi. Rồi xe này xét đăng kiểm tới tháng 3 năm 2023, tải trọng em này là 2,49 tấn. Và tổng tải em nó là gần 6 tấn lận. Xe này thùng dài 5m lận quý anh chị. Xe đời 2014, em bán cho quý anh chị bây giờ hạ giá luôn nè. Hạ giá cho quý anh chị luôn. 150 triệu. 150 triệu đời 2014. Gần tới Tết rồi em hạ giá để lấy kiếm tiền ăn Tết thôi ha. Đời 2014, 2,5 tấn đời 2. Vim máy Hyundai đó, xe Rinnet.
Rồi tiếp đây, em siêu phẩm nè. Em siêu phẩm nè. Cái này mà anh chị nào mà chở chở mẹ vợ hay là chở bà con bên vợ đi chơi là trên cả tuyệt vời nè. Nhìn xe rất hầm hố, rất ngầu. Cái này gọi là ngầu lòi ra. Nhìn ngầu lòi ra luôn ấy. Cái này là Corrado. Corrado đời 2005, số tự động máy dầu, nhìn cái xe cực kỳ đẹp. Đây nè. Xe này là bán ở đây có máy bay nha. Có súng nha. Em bán rẻ bằng xe ô tô nhỏ, nhẹ nhẹ thôi. Nói đùa với chiếc xe cực kỳ đẹp. Nội thất lên đồ chơi là hết trơn rồi. Quý anh chị về là đi phượt phọt là vô tư. Xe này một cầu thôi nha. Cái này là một cầu nha quý anh chị. Đời 2005, số tự động máy dầu. Trên có tuyệt vời. Xe này mà về đi Tết là bao nhiêu người ngó, bao nhiêu người dòm ngó. Trên có tuyệt vời. Nhìn quá đẹp. Nhìn tổng thành xe là rất đẹp. Đây, đi hết một vòng sơ xe đi cho quý anh chị xem nha. Nhìn cái xe rất ngầu, ngầu lòi luôn đó chứ. Cái này mà đi Tết là nhất là mấy anh mà đang có người yêu mà bế người yêu quăng lên xe cái chở đi lòng vòng là hơi bị vip luôn. Mà đặc biệt cái biển số là cực kỳ đẹp nè. 01236. Này nhất mãi tài lộc. Chú cha. Làm cái xe này là có tài có lộc vô luôn. Ha. Rồi hồi nãy giờ quên báo giá, cứ đọc quảng cáo xe cho cố vô. Xe này em bán cho quý anh chị 235 triệu nha. Còn bớt lọc lá cho quý anh chị. Xe này ngay chủ đứng tên luôn, 235 triệu. Thích ủy quyền hay thích rút hồ sơ gì các kiểu. Rồi em bao hết cho quý anh chị nha. Rồi tiếp đây là Vimoto máy Isuzu đời 2018. Và đặc biệt em này là chỉ có 1 tấn 850 kg thôi. Nhưng mà thùng em nó là dài tới 6m2 nha quý anh chị. Thùng dài 6m2, xe Rindet, gọi là xe siêu cọp đó. Được cái máy này là máy Isuzu nha quý anh chị. Máy Isuzu là nó mạnh hơn máy Hyundai. Máy 2.8 nha. Máy Isuzu là 2.8 đời 2018. Xe này thùng dài tới 6m2 nha. Xe này thì xét đăng kiểm, mới xét đăng kiểm tới tháng 12 năm 2023. Xe này mới xét đăng kiểm tới tháng 12 năm 2023. Riêng xe này em bán cho quý anh chị 290 triệu. 290 triệu đời 2018 Vimoto, một tải trọng là 1 tấn 850 và tổng tải dưới 5 tấn. Và thùng dài 6m2, thùng kèo bạc 5 bửng mở, vách inox nguyên một con. Xe siêu vip. Máy lạnh đờ đầy đủ hết. Rồi tiếp đây là cũng thùng dài 6m2 luôn quý anh chị. Xe này thì một chiếc xe Fusion nha, Fusion. Xe Fusion, máy Isuzu luôn nha quý anh chị. Xe này là máy Isuzu luôn. Thùng dài là 6m2, thùng lửng có bản vẽ. Cái chiều cao bản vẽ của em nó là tới 80 phân. Chiều cao cái thùng á là tới 80 phân nha quý anh chị. Và trọng tải của em nó là 2 tấn. Trọng tải em nó là 2 tấn và tổng tải nó lại trên 5 tấn rồi quý anh chị. Tổng tải trên 5 tấn. Xe này thùng dài được 6m2 luôn nha quý anh chị. Thùng 5 bửng mở. Và cái bửng rất cao, cái bửng 80 phân có bản vẽ đồ đàng hoàng nha. Rồi xe này đời 2007, em bán cho quý anh chị 145 triệu. Xe này em vừa mới xét đăng kiểm xong, tới tháng 5 năm 2023 luôn nha. Rồi tiếp đây cũng em này là cũng thùng dài 6m2 luôn. Tải trọng em nó là 1 tấn 8. Tổng tải là 4 tấn 990. Thùng kín nguyên một cái thùng kín, thùng inox nguyên một con ha. Thùng dài 6m2 đời 2016. Có máy lạnh rồi đầy đủ ha. Xe Rindet, xe nồi đó. Xét đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023 lận. Xe này em bán cho quý anh chị 230 triệu. Còn bớt lọc lá cho quý anh chị nha. Rồi, theo chân em ra ở ngoài này còn một dãy xe nữa. Thì quý anh chị cũng thông cảm nếu mà có nhu cầu mua xe để theo dõi những cái clip của em nó cũng hơi dài. Thì ở ngoài này là còn thêm mười mấy chiếc nữa. Em sẽ giới thiệu hết cho quý anh chị xem luôn ha. Rồi tiếp đây là em giới thiệu một chiếc Hyundai. Hyundai 1 tấn 25 đời 2010. Nó là cuối cùng của máy cơ đó. Xe này là cuối cùng của máy cơ nha, 1 tấn 25 đời 2010. Xe này thì Rindet rồi, thùng kèo bạc. Vách inox Panojin đóng lên. Xe này em bán cho quý anh chị 185 triệu nha. 185 triệu Hyundai đời 2010. Xét đăng kiểm tới tháng 2 năm 2023 nha. Rồi tiếp đây cũng là xe khởi nghiệp cho quý anh chị nè. Cái xe này là máy Kia. Máy cực kỳ dữ luôn đó. Đời 2010. Xe Vim máy Kia. Đời 2010.
Thùng dài, thùng kèo bạc thùng dài là 4,4 m nha quý anh chị. Thùng dài 4,4 m nha. Xét đăng kiểm là tới tháng 5 năm 2023. Xe này cũng mới xét đăng kiểm. Bây giờ là đăng kiểm chỗ nào cũng khó, mà cái xe nào mà còn đăng kiểm là cực kỳ có giá trị. Đúng đúng quý anh chị. Riêng xe này em bán cho quý anh chị 122 triệu nha. 122 triệu đời 2010. Xe một tải trọng 1 tấn 99 lẫn. Thùng dài. Thùng dài tới 4,4 m. Nhưng mà xe này không có bửng mở không. Nhưng mà máy móc cầu đít số sắc xi là cực kỳ. Ai mà tới xem cái máy này chê, nếu mà nói công tâm chê cái cục máy này em tặng luôn chiếc xe. Đó là em nói thật. Rồi tiếp đây là con Omax. Cũng Omax nữa nè quý anh chị. Omax đời 2016, tải trọng em nói là 4 tấn 990. Thùng kín, thùng dài 4,35 m. Đời 2016, xe rin đét. Xe rin cả xe luôn. Xe đăng kiểm tới tháng 4 năm 2023. Định vị phụ hiệu đồ đầy đủ hết toàn bộ nha quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị 255 triệu. 255 triệu. Mỗi xe em cứ hạ dần vài triệu để tới nơi rồi. Để kiếm cờ, kiếm tiền mua bánh chưng thôi. Rồi, đời 2016 máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. Em bán cho quý anh chị 255 triệu. Tải trọng 4 tấn 990. Thaco Omax nha quý anh chị. Omax nha, máy Isuzu nha. Xe này máy Isuzu máy cơ. Rồi, cái này là Thaco All-in 500B. Đời 2015. Tải trọng em nó là 4 tấn 995 kg, còn 5 kg nữa là được 5 tấn. Thùng dài 4,35 m, thùng 5 bửng mở hông. Xe này đời 2015, xét đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023. Xe này thì em bán cho quý anh chị giá cũng mềm mềm thôi. 220 triệu, 220 triệu nha, đời 2015. Giá toàn giá mềm không à. Rồi tiếp đây là ghê chưa, Isuzu này nói phét đấy. Với ông nội dán tập 7 á, đi hù thiên hạ thôi. Xe này là chiến thắng nha quý anh chị, đời 2015 luôn. Tải trọng em nó là 2,5 tấn, thùng dài 4,35 m luôn. Xe này thì bây giờ bán giá mềm thôi. 142 triệu. 142 triệu cho quý anh chị nha. 142 triệu đời 2015 nha. TMT. À quên, không phải, nói nó là chiến thắng. Chiến thắng 2,5 tấn nha, đời 2015. Xét đăng kiểm là tới tháng 3 năm 2023 nha quý anh chị. Xe này xét đăng kiểm tới tháng 3 năm 2023. Rồi tiếp đây là Kia K165 nha quý anh chị. Kia K165 tải trọng 1 tấn 65, thùng kèo bạc, đời 2015. Xét đăng kiểm em này thì mới xét đăng kiểm xong tới xe này xét đăng kiểm tới tháng 7 năm 2023. Nguyên cái thùng là vách nhôm, vách tôn, nhưng mà sàn đáy inox nha quý anh chị. Xe này là sàn đáy inox nha. Xe này em bán cho quý anh chị 240 triệu nha. 240 triệu. Kia Rotor, Kia K165 á, đời 2015. 240 triệu thôi. Rồi tiếp đây là Vina, Vinasuki. Xe này là Suzuki đời 2017 nha quý anh chị. Suzuki đời 2017. Xe này xét đăng kiểm tới tháng 5 năm 2023, có máy lạnh đồ đầy đủ. Riêng thùng kín inox nguyên một con. Xe này tải trọng là 580 kg nha quý anh chị. 580 kg, xe này thùng dài 2,2 m lọt lòng. 2,2 m thùng kín inox nguyên một con. Xe này em bán cho quý anh chị 205 triệu nha. 205 triệu thôi. Rồi tiếp đây là cái mẹt 9 chỗ nè quý anh chị. Cái xe mẹt 9 chỗ này là không hết đời nha quý anh chị. Đây nè, biển số A nha quý anh chị. Biển số A. Cái những cái số sau là cực kỳ đẹp không? 35456, số tiến, số cực kỳ đẹp luôn. Và xe này cái của đoàn ca múa nhạc Lang Bang. Xe này cực kỳ đẹp. Làm gì cười. Thì giờ đọc tắt đi. Lang Bi ăn gì cho nó lâu không, Lang Bang cho nó nhanh. Xe này là nội thất là 3D, 4D là ok hết. Loa súp, loa xiếc, màn hình có đầy đủ hết toàn bộ nha. Màn hình có đầy đủ. Xe này chỉ có 9 chỗ thôi nha, đời 2003. Xe này mà về chạy đi Tết là đi dịch vụ hay là đi gia đình, mùa Tết này là trên cả tuyệt vời. Xe này em bán cho quý anh chị giá mềm thôi. 155 triệu. 155 triệu đời 2003 nha. Cái xe này là không hết đời và không bao giờ hết đời. Đi tới đời cháu, đời chắc, đời chít thì vẫn còn nguyên, với điều kiện nó không hư.
Này, riêng xe này em bán là em bảo hành tới tới lúc nào hư thôi nha. Rồi tiếp đây là TMT nha, đời 2015. Thì bảo hành tới lúc nào hư thôi chứ sao, em bán xe cũ mà. Rồi xe này đời 2015 nha, TMT, tải trọng em nói là 1 tấn 2. Xe này á, nguyên cái thùng inox Panojin đóng lên rất đẹp nha quý anh chị. Xe này đăng kiểm tới tháng 7 năm 2023. Và xe này rin cả xe. Xe này thì không có điều hòa. Xe này nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu thì em bán cho quý anh chị giá cũng mềm thôi, 120 triệu. 120 triệu nha, đời 2015, tải trọng 1 tấn 2. Rồi tiếp đây là K165 luôn nè, Kia K165. Tải trọng em nó cũng là 1 tấn 65 luôn, đời 2015. Thùng kín inox, sàn đáy inox nguyên một con. Và xét đăng kiểm em này là tới tháng 5 năm 2023. Xe này có điều hòa nha quý anh chị. Xe này em bán cho quý anh chị 240 triệu thôi. 240 triệu thôi nha. K165, đời 2015, 240 triệu có điều hòa. Nguyên cái thùng inox, sàn đáy inox luôn. Xe rin đét. Rồi tiếp đây là Kia K3000 đời 2006. Kia K3000 đời 2006 thùng kèo bạc, xét đăng kiểm tới tháng 4 năm 2023. Xe này thì em bán giá mềm thôi, 138 triệu cho quý anh chị, 138 triệu thôi, đời 2006 thùng kèo bạc. Rồi tiếp đây là cũng K3000 luôn ha. K3000 đời 2009. K3000 đời 2009 thùng kèo bạc. Em bán cho quý anh chị là 165 triệu. 165 triệu đời 2009 nha. Thùng kèo bạc đời 2009 K3000. Rồi, em đã giới thiệu sơ bộ qua nguyên một cái bãi xe của em. Cũng cảm ơn quý anh chị đã nhiệt tình theo dõi nguyên một cái clip dài như vậy. Em thật sự là rất cảm ơn quý anh chị. Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu thì mua bất kỳ cái xe nào ở bên em thì xin gọi cho em cái số hotline 0977317268 nha. Và số cái này là số điện thoại của em. Rồi, cuối tuần chúc quý anh chị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp, thật là nhiều yêu thương. Và tất nhiên bên đó là không có không thể thiếu được là chúc quý anh chị thành thật là thành công. Em Bùi Hiếu xin chào.